Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể quý chị nha. Chào mừng toàn thể chị quay trở lại kênh Thiên Định TV. Hiện tại thì Thiên Định đang có mặt tại phân khu Đảo Dừa Vinhome Ocean Park 2 của chị nha. Hôm nay thì là ngày bao nhiêu ạ? Ngày thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024. Vừa rồi thì Thiên Định vừa mới dẫn khách ở Vinhome Ocean Park 1. Tại vì tài chính của khách thì tầm khoảng từ 15 đến 17 tỷ. Vừa rồi thì đã xem một số căn liền kề như Sao Biển 23 cũng như một số căn liền kề tại Hải Âu 2. Sau đấy là khách đi xuống đây tham quan đảo Dừa chị nhá. Thì bây giờ khách đang về cân nhắc. Thì vừa rồi khách xem đảo Dừa thì cũng rất là thích. Tại vì thực ra là để mà có những cái tiện ích như một cái phân khu đóng như phân khu đảo Dừa tại Vinhome Ocean Park 2 thì khả năng thì bây giờ là cũng khó có một quỹ đất nào mà có thể tạo được một cái giá trị, một cái phân khu khép kín 24/7 mà lại có những cái quỹ đất để tạo lên những cái tiện ích nó đẳng cấp như này của chị ạ. Thật sự luôn là đối với Vinhome Ocean Park 2 và Ocean Park 3 là những cái dự án hiện tại vẫn đang bán hàng, và quan trọng là hiện tại thì cái số lượng căn bán đang tương đối nhiều, nhưng mà phân khu Đảo Dừa hiện tại số lượng căn bán thì cũng không còn nhiều nữa của chị nhé. Đấy, số lượng căn bán tại phân khu Đảo Dừa không còn nhiều nữa. Chủ đầu tư đã bán từ từ tháng 5 đấy, là từ đầu năm tháng 5 năm 2022 đấy, và mở bán như đợt vừa rồi đã bán được rất nhiều căn rồi đấy. Thì số lượng căn bây giờ Thiên Định chia sẻ luôn nhé, thời điểm này chắc chắn một điều rằng giá nó đã tăng hơn so với cách đây tầm khoảng 1-2 tháng trước đấy. Những khách hàng nào mà đã mua cho mình những cái thời điểm 1-2 tháng trước thì bây giờ là giá đã cao hơn rồi, nhưng mà cũng có một số căn mà chủ nhà mua nhưng mà lại không đủ tầm tài chính để vào tiền, kiểu như là bị ấy. Thì là hiện tại cũng có một số căn là đang bán ra của chị nhá. Đấy đấy thì Thiên Định cũng cũng chia sẻ để chúng ta nắm bắt được. Thì hôm nay Thiên Định cũng sẽ tổng quan một xíu về khu Đảo Dừa cũng như là chia sẻ với chúng ta một số các cái thông tin về giá của các cái phân khu của các cái dãy tại phân khu Đảo Dừa chị nhá. Thứ nhất là về liền kề đi. Liền kề thì hiện tại thì rẻ nhất tại phân khu Đảo Dừa thì đang có mức giá tầm khoảng 7 tỷ 6 khi mà đã áp dụng được cái chính sách mới, là trước đấy là áp dụng chính sách là chiết khấu 18%, hiện tại chiết khấu thêm 7% gọi là về ở sớm nữa. Thì một số căn tứ lập của chị ạ, một số căn tứ lập vào liền kề. Thì liền kề thì bây giờ đang có căn rẻ nhất thì rơi tầm khoảng 7 tỷ 6, thì đã sau khi trừ hết chính sách đi rồi. Đấy, nhưng mà chúng ta phải cam kết là về ở sớm của chị nhá. Về ở sớm là như nào ạ? Là sau từ khi nhận nhà sau 5 tháng thì chúng ta phải làm sao ạ? Hoàn thiện thi công theo những cái tiêu chuẩn của chủ đầu tư đưa ra. Đấy, và chủ đầu tư có cái chương trình nghiệm thu để xem là chúng ta có đạt được theo cái tiêu chuẩn gọi là để ở hoặc là chủ đầu bàn giao của chủ đầu tư hay không, thì chúng ta mới mới được chiết khấu cái phần gọi là cái phần 7% đấy. Còn nếu mà không không đạt được thì thứ nhất là chủ đầu tư sẽ tính lãi ở cái mức 7% đấy, và chắc chắn một điều rằng là chúng ta phải giã lại cho chủ đầu tư. Còn khi ký hợp đồng mua bán là chắc chắn là chúng ta sẽ được chủ đầu tư, nếu như chúng ta cam kết về ở sớm thì chủ đầu tư sẽ chiết khấu luôn 7% đấy rồi chị nhá. Thì hiện tại cái mức giá tương đối tốt các chị ạ. Thì ở Đảo Dừa Bẫy thì mình đang có một căn ở Đảo Dừa Bẫy. Đảo Dừa Bẫy là chúng ta biết được một điều rằng là nó rất là hay, là liền kề của nó thì lại view tứ lập. Ở đây chúng ta Thiên Định chia sẻ luôn nhá, liền kề view tứ lập nó không nhiều đấy, và quan trọng cái đảo Dừa Bẫy ấy, chúng ta nhìn trên bản đồ thì đảo Dừa Bẫy là cái dãy mà cái khoảng cách của dãy nó rất là ngắn. Nó ngắn, chính vì ngắn cho nên là chúng ta có thể thấy được rằng là cái việc di chuyển cũng như là cái mật độ xây dựng rồi xe cộ đi lại nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Mật độ xây dựng nó không nhiều đấy, nó đây thì mình sẽ đi ra cái trục đảo Dừa Bẫy chị xem này. Trục này là cái trục ngắn, gọi là ngắn nhất ở cái dãy đảo Dừa rồi đấy. Đây bên trái là đảo Dừa Bẫy của chị này, trục này là trục đảo Dừa Bẫy của chị nhé. Số lượng căn chúng ta nhìn thấy rất là ngắn luôn. Đối bên phải của chúng ta là tứ lập đấy, còn bên trái của chúng ta liền kề. Thiên Định đang có một căn vừa có nóc này, hướng gọi là hướng đông nam này, rất là đẹp luôn đấy. Và căn này thì hiện tại là đang có mức giá cực kỳ hợp lý luôn, 7,6 tỷ sau khi đã trừ chiết khấu đi rồi. Đấy, thì đây là một trong những cái sản phẩm mà Thiên Định đang thấy được cực kỳ hợp lý để chúng ta mua được trong thời điểm này, đang có mức giá rất tốt của chị ạ. Đảo Dừa là một cái phân khu khép kín với những cái tiện ích bên trong phải nói là vượt trội hơn so với những cái phân khu bên ngoài. Đấy, và quan trọng nhất là
chúng ta có thể thấy được rằng là cái lượng khách hàng hiện tại đang tìm hiểu cũng như là mua tại phân khu Đảo Dừa rất là nhiều. Và quan trọng nhất là với một cái tầm tài chính nó chỉ rơi tổng khoảng 7 tỷ 6 thôi, nhưng mà chúng ta đã được sở hữu cho mình những cái tiện ích bên trong, giống như những cái căn tứ lập, giống những cái căn đơn lập của anh chị ạ. Còn hiện tại thì tứ lập Thiên Định đang có căn rẻ nhất của nó là đang rơi tầm khoảng là 15,2 tỷ các chị nhá, 15,2 tỷ. Nói chung là giá mà chốt về là 15,1 tỷ cho một cái căn tứ lập các chị nhá, đang là căn rẻ nhất. Nếu như ai mà quan tâm đến dòng tứ lập của chị nhá, Thiên Định đang có căn 15,1 tỷ đang là căn cực kỳ hợp lý luôn. Đấy. Thì đây là một trong những Thiên Định chia sẻ luôn là nếu như ai mà đang quan tâm đến những sản phẩm Đảo Dừa và may mắn xem được những video như thế này của Thiên Định thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta đã mua lời hơn những người khác rất là nhiều đấy. Hiện tại thì chủ đầu tư vừa mới ra một cái căn tại Đảo Dừa 5 View thương mại dịch vụ Đảo Dừa 5, số rất đẹp, Đảo Dừa 555, mà đang hiện tại đang có giá gọi là giá full đang là 25, hơn 25 tỷ triệu. Chúng ta thấy khủng khiếp không ạ? Trừ chiết khấu đi nó ngoại rơi tầm khoảng đâu đó loanh quanh tầm khoảng 20 tỷ. Đấy, mà hiện tại Thiên Định đang có một căn đang bán chỉ 15 tỷ một thôi. Đang lệch nhau bao nhiêu ạ? Đang lệch nhau 5 tỷ cho một cái căn tứ lập của chị ạ. Đấy, hoặc là chúng ta có thể mua cho mình những cái căn gọi là căn góc. Đây, Thiên Định đang có một cái căn góc này chị này. Căn góc này phải nói là rất đẹp luôn cho chị nhá. Đây, căn góc bên phải của Thiên Định đây. Căn góc thì góc này là góc đường Ngã Tư này của chị này. Đấy, góc Ngã Tư cực kỳ thoáng luôn, phải nói là rất là thoáng. Đấy, góc này thì nhìn ra vườn hoa cực kỳ thoáng, nhìn ra bể bơi. Đấy, và diện tích của nó là 90m, xây dựng được hơn tứ lập luôn, xây dựng bộ 347m, hiện tại là đang bán sau khi đã trừ hết tất cả chiết khấu thì giá rơi tầm khoảng từ 17,1 tỷ các chị nhá. 17,1 tỷ cho một cái căn góc. Đấy. Đây, bên trái của chúng ta là những cái slot đậu xe điện này, sạc xe điện này rất là tiện, và bể bơi máy kính pha lê này, trục đường 20m này, chạy thẳng sang bên trục đường biển xanh của chị nhá. Trục này là trục đường chính. Đấy, như trước thì Thiên Định đã chia sẻ với chúng ta một cái căn bên phải của chúng ta đây, Đảo Dừa 09. Đấy, thì hiện tại Thiên Định chia sẻ luôn là căn này thì hiện tại đang bị ôm lại. Thì nếu như ai mà có nhu cầu thì những cái căn này thì vẫn chúng ta vẫn có thể mua được nha chị nhá. Đấy. Còn đây, trục này là trục Đảo Dừa 3. Trục Đảo Dừa 3 này thì chúng ta hiểu một điều rằng là cái thời điểm chủ đầu tư mở bán nó rơi tầm khoảng hơn 23 tỷ. Vừa rồi đã có căn đã giao dịch ở mức tầm khoảng 24 tỷ rồi. Và vừa rồi có một căn chủ đầu tư ra hàng là 23,8 tỷ các chị nhá. Và hiện tại thì hàng đang được ôm lại, thì nếu ai mà có nhu cầu, trục này đang rẻ nhất, rơi tầm loanh quanh đâu đó tầm khoảng 23,8 đến 24 tỷ các chị nhá. Đối diện vườn hoa 136m song lập của chị ạ, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Phân khu Đảo Dừa thì thực ra là chúng ta hiểu là tổng cả của nó là 1.461 căn. Trong đấy có 328 căn là tứ lập. Số lượng song lập như bên tay phải của chúng ta thì cả dãy này nó chỉ có dãy này thôi, là view vườn hoa, và diện tích nó vừa phải nhất là 136m. Còn các cái dãy khác như là Đảo Dừa 8 thì bây giờ rẻ nhất của nó đang rơi tầm khoảng 30 tỷ các chị ạ. 30 tỷ cho một cái căn Đảo Dừa 8 diện tích 180m. Còn giá của chủ đầu tư bây giờ cũng phải rơi tầm khoảng 32 tỷ rồi. Còn giá 30 tỷ là Thiên Định đang chia sẻ cái quỹ gọi là quỹ bán lại chuyển nhượng của chị nhá. Thì đang ở mức rơi tầm khoảng 30. Đấy. Còn ở đây thì những cái sản phẩm đơn lập ở trong Đảo Dừa này Thiên Định cũng có. Những sản phẩm đơn lập thì rẻ nhất bây giờ rơi tầm khoảng hơn 30 tỷ. Đấy, 30 đến 34 tỷ. Còn những cái vị trí không được đẹp bây giờ tầm khoảng 28, 27, 28 tỷ. Đấy. Còn ngoài phân khu Đảo Dừa thì Thiên Định có rất nhiều các sản phẩm tại các phân khu khác. Đấy, như góc tại phân khu Phố Biển này, góc tại phân khu Hải Âu này, song lập phân khu Hải Âu, phân khu Cỏ Xanh này, trục đường 20m tại các phân khu này. Nên chúng ta nên mua cho mình những cái căn vị trí đẹp của chị ạ, vị trí phải đẹp và trục đường lớn thì chắc chắn một điều rằng là sau này của chị ạ, sau này nó sẽ là những cái gọi là sản phẩm nó tiềm năng và sẽ tăng giá trong tương lai, và những cái lãi vốn của nó mới tăng được. Chắc chắn chúng ta khi chúng ta mua vào thì hàng của chủ đầu tư mà đã hết rồi thì chắc chắn nó sẽ tăng giá thôi. Hiện tại thì trong phân khu Đảo Dừa chúng ta kể cả hàng chủ đầu tư vẫn còn, nhưng mà giá hiện tại nha chị nhá, giá hiện tại chủ đầu tư đưa ra gọi là cao hơn rất là nhiều so với cái thời điểm trước đây, cách đây mấy tháng. Đấy, nếu như mà so sánh thì bây giờ giá của những cái căn tứ lập Đảo Dừa chủ đầu tư đưa ra rẻ nhất cũng phải rơi tầm khoảng hơn 17 tỷ rồi. Mà Thiên Định có những căn Thiên Định bán cho khách hàng thời điểm nó chỉ rơi tầm khoảng hơn 15 tỷ thôi. Đấy, là hầu như là chúng ta có thể thấy được rằng là nó chưa phải tăng giá một cách gọi là đột biến, nhưng mà đây là nó tăng giá theo giá của chủ đầu tư đưa ra.
Và chắc chắn một điều rằng là bây giờ cái căn rẻ nhất hiện tại cũng là căn chuyển nhượng, thì đây là chủ nhà đang cực kỳ thiện chí muốn bán này, 15,2 tỷ mọi chị nhá. Nếu như mà thiện chí thì chủ nhà có thể là bán rẻ thấp hơn đấy, nhưng mà tại vì sao là hiện tại là chủ nhà đang cực kỳ thiện chí thì mới có mức giá rẻ như 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 hiện tại. Còn Thiên Định chia sẻ luôn, giá bây giờ căn mà giá tầm khoảng 15,1 15 tỷ 2 tỷ là bây giờ không còn căn nào rẻ hơn nữa chị. Thời điểm cách đây tầm khoảng một tháng đã giao dịch ở mức tầm khoảng 15 tỷ rưỡi 16 tỷ rồi. Cho nên bây giờ không thể còn những cái căn nào có thể rẻ hơn. Cho nên ai mà quan tâm như chị á, những cái sản phẩm tứ lập này, liền kề này, vị trí phải nói là đẹp. Đấy. Thực ra là bây giờ chúng ta ở trong một cái khu đô thị ở trong một cái khu đô thị ồn ào tấp nập như Vinhomes Ocean Park 1, Vinhomes như Vinhomes Ocean Park 2, Ocean Park 3. Đấy, có những cái sự kiện rồi đi ra ngoài chúng ta thấy là nó rất là ồn ào mà tấp nập. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại ở được trong một cái khu gọi là nó khép kín, an ninh 24/7, cùng với những cái tiện ích nó bao 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 trọn bên trong, all in bên trong, nó rất là tiện đúng không ạ? Không khác gì chúng ta đi nghỉ dưỡng ở những cái khu gọi là những cái khu khu kiểu như là những cái khu 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 du lịch ấy. Đấy. Cho nên là đây là một trong những cái sản phẩm mà Thiên Định đánh giá luôn là thực sự cực kỳ tiềm năng luôn chị nhá, cực kỳ tiềm năng. Sau này chúng ta phải hiểu được rằng là để mà vào được một cái khu an ninh 24/7 như này thì chỉ có đảo Dừa mà Ngọc Trai thôi. Và chúng ta hiểu luôn là Ngọc Trai bây giờ giá rất là cao rồi đúng không ạ? Ngọc Trai toàn là song lập và giá của nó bây giờ rẻ nhất phải trên 30 tỷ một căn. Đấy, nhưng mà đảo Dừa chúng ta bây giờ một căn liền kề chỉ 7,6 tỷ hướng nam, diện tích của nó là 56 mét hướng đông nam của chị ạ, đã ở được trong một cái khu all in khép kín, an ninh 24/7 gọi là, thì đã cực kỳ hay một điều rằng là nó lại sử dụng được tất cả những cái tiện ích đẳng cấp của chị ạ. Những cái tiện ích mà không khác gì những cái căn biệt thự tứ lập hay là những cái căn song lập hay những cái căn đơn lập hiện tại mà chủ nhà đang sở hữu đúng không ạ? Ok, video này thì Thiên Định chia sẻ những cái thông tin cơ bản về phân khu đảo Dừa. Đấy, giúp cho chúng ta hình dung được về cái mức giá hiện tại đang giao dịch của chị nhá. Giá thì so với cái thời điểm cách đây 2 3 tháng ấy thì giá của chủ đầu tư thì có tăng lên, nhưng mà giá hiện tại thì Thiên Định cũng đang có một số căn chuyển nhượng thì giá cũng đang rất là thấp và nó chỉ đâu đó ngang bằng với cái thời điểm cách đây 1 2 tháng trước thôi. Đấy, thì bây giờ vẫn là cơ hội chúng ta có thể mua được nha chị nhá. Đấy, còn rất nhiều các sản phẩm bên ngoài kể cả chuyển nhượng thì Thiên Định đều có rất nhiều sản phẩm. Thì nếu mà chị ta ai quan tâm hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0933 313 931. Thì Định xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chị trong những video tiếp theo. Thì Định xin chào.